tất cả bà con nhá, anh em đi xúc cát à, các bác xem cho em xin một like đăng ký nhá. Xúc cát phục vụ các bác chặn sợi đây. Lâu lâu rồi em mới quay lại công trình này nhá, 2 tháng này rồi quay lại đây. Trước cứ đặt tấm đan ở đằng kia suốt kìa, vòng quanh tấm đan này.